Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Giờ chúng ta sẽ đến với một trong những đội hình full test cực kỳ đẹp trong tầm tiền đâu đó khoảng 1.800 tỷ. Nơi mà ở đó chúng ta sẽ có một con hàng mới đét của MU, Bradford của mùa 23 TS. Anh sẽ đá bên cánh trái với tốc độ lên tới 133 và 133. Nếu như đặt Bradford vào team Goaler của Quỷ Đỏ, tốc độ lên tới đâu đó khoảng gần 139, gần 140 đấy, 139 chính xác luôn. Tốc độ rất kinh khủng. Son Heung-min bên cánh đối diện cũng có một tốc độ không hề kém một chút nào, 129 và 129. Dứt điểm là 130. Rondo sẽ là đầu tàu với mùa 22 TS. Mùa này thì giá cũng khá là cao, cũng là một trong những mùa giải toàn diện của CR7. Giá thì tầm khoảng 500 tỷ. Bộ ba hàng tiền vệ chúng ta sẽ có nhạc trưởng là Kevin, 22 TS. Hai người đá ở phía dưới sẽ là Rory cùng với là Savic. Đều là những con hàng quốc dân ngon luôn anh em ạ. Hình test nhìn đẹp thật. Khi anh em búp team test với 8 cầu thủ sẽ được chỉ số chung 3 và team bạc là 2 chỉ số. Cặp trung vệ sẽ là Militao cùng với Van Dijk. Van Dijk người hôm qua đã có một tấm thẻ đỏ cũng hơi uất ức một chút. Quả đấy thì trọng tài thổi thẻ vàng thì cũng được, nhưng mà hôm qua thổi quả thẻ đỏ luôn. Ở bên trái có Benito và bên phải sẽ là Van Vagde. Vị trí gác đền sẽ thủ thành Coben. Ở dưới này thì có thêm một con Kurigapo nữa. Nói chung thì đây cũng là một hình tôi đánh giá đẹp dành cho bác chủ. Rồi đá thôi anh em ơi. Rồi đá thôi anh em ơi, chúng ta sẽ đến với những diễn biến đầu tiên của đội hình 23 TS này. Lạ nhân đầu tiên của I Love trong buổi tối ngày hôm nay. Đi đâu bạn ơi? Kevin. Thằng nào chạy đây, hay quá Savic, chạy hay quá. Nó rút lên rời kìa. Thì đâu nó thoáng thoáng một tí đi xem nào. Bên này có Son Heung-min, thốc quả bóng thì thằng nào đuổi. Led đi King. Bố mày đuổi hộ cái. Căng quả bóng. Căng quả bóng. Một bài tấn công dễ nhất con game này. Rory. Ship cho I Love cái bình oxy anh em ơi. Ship cho tôi để tôi gửi ngay sang cho bạn đối thôi nhá. Cái gì? Rafa! Rafa lột chém quá. Chớ chưa? Chớ rồi đấy. Ôi! Mày sút xịt kìa. Còn cái gì? Phản công được còn cái gì? Bơi hết ra đây. Hết chưa? Hết nước chưa? Cái gì đấy? Để thằng chó Foden dứt điểm kìa. Vào mồm. Cái gì vậy bắt? Chạy hộ tao cái. Sao lại đi bóng quả ẩu thế nhỉ? Ẩu quá bạn ơi, ẩu lắm bạn ơi. Ơ à! Vị chưa? Không vị à? Mẹ không vị luôn à? Hay quá, trận đấu hay quá. Bắt cái bài ngay của thằng Saka. Biết gì phải cười em. Thằng nào vào đây. Led đi King à, có cái vẹo gì. Vẫn vấp mình được kìa. Chó Led đi King này. Tờ Linh thì bao giờ biết sút đâu mà. Ơ à. Tí chết nhờ. Xong rồi đấy. Lại đỡ đấy. Gì vậy? Chuyện gì vậy? Sao không ZD nhỉ? À.
Đây rồi, Son Heung-min chạy bét nhờ. Không biết có ai ở đây không ấy chứ. Em vướng víu đấy. Có chút tốc độ. Thằng nào theo nổi? Thằng nào theo nổi Rafa nhờ? Thằng theo nổi nhờ? Mẹ. Đi nhanh quá anh em ạ. Bỏ rồi, bỏ rồi. Thở gấp đấy, thở hơi gấp đấy nhá. Gì đây? Sao đơn giản vậy? Khả năng là hết tiền thuê diễn viên rồi, hết tiền thuê diễn viên rồi. Ây à! Chuyển cho nó luôn à? Son chạy được. Son quả này chạy được. Cửa được á. Sao quả đấy mình lúc nào mình cứ chạy nhanh quá nhở? Vậy còn không vào nữa. Nó phải như thế chứ. Trận này tôi hơi cùn nha. Đang phải ẩu thế nhở. Nhấn quả bóng. Mẹ bực thật đấy. Mẹ quả tắc, tắc thiếu chính xác thế nhở. Bách này nó tàn kinh lắm đấy các bạn ạ. Đã đẹp. Có hiệp, có bàn thắng hiệp 1 là tôi lo được trận này. Rồi, theo. Công đã gửi kèo đã rescan 10.000 đồng. Đường xuống hạng của em không còn xa rồi anh Tú ơi mọi người. Cứ bình tĩnh em ơi, cứ bình tĩnh xem nào. Ronaldo. Nhờ. Quay không vị à? Rồi Ronaldo. Tôi lo được trận này mà anh em, tôi lo được mà. Bravo. Ok chưa? Nó được. Hết sức bình tĩnh đi anh em ơi. I love bú. Ronaldo. Xin hộ cái tỏi. Hộ cái tỏi ơi. Đỡ đi. Nice. Mẹ thằng Vi sớt này nhanh lắm. Phải có Van Dijk vào đây mới trị được. Chà bố, thằng thủ môn không bắt nổi quả bóng vườn si chó này á. Nghe tốc độ đẩy tốc rồi đúng không? Để vào bên à? Nếu còn được vào bên không? Ủa. Ôi à. Tí chết nha. Trẻ tiếc quá. Trời ơi, để xin chó cứu ở đấy kìa. Vào Ben thì tôi ăn 100%. Được chưa? Khẳng định luôn này. Khẳng định cho anh em. Quy Z thẳng à? Quy Z thẳng à? Ok. Quy là đổi người Z. À, Z nó xuống xoáy à? Vào đây thì tôi ăn dồn gì nữa? Vào đây tôi ăn dồn gì nữa? Cũng là thủ môn chớ luôn cơ mà. Mẹ, tôi biết nó xuống góc bên đấy mà. Bắt được quả này mới giỏi này, bắt được quả này mới giỏi này. Rất giỏi bắt được quả này. Bêu. Góc cũ còn gì nữa, góc cũ mà sút còn gì nữa. À. Hay đấy, hay đấy.
Góc này bắt làm sao nổi nhờ? Bắt làm sao nổi nhờ? Son Heung-min, Coben, bắt cái vị bên này. Vào bên 100% tôi thắng mà. Nói đi game cái điều gì? Ôi, ê. Ôi hỏng ơi, để nó chọc quả rách kìa. Hay chưa? Ôi, trận này có biết phân đoán nó có đến xoạc đẹp mà nhở. Xoạc có trúng bóng luôn đấy. Tài ẩu quá Tài ơi. Không, quả này bắt được, quả này bắt được. Rồi, Ronaldo. Mấy quả này tôi sút chậm ấy nhở. Ô, Sané à. Bắt bài hay nhở. Sao không thổi tay? Tôi làm được mà anh em. Rafael. Biết tin tưởng đâu rồi đấy. Vậy? Thằng kia ngu quá nhở. Sao để loánh đầu được? Mẹ thằng óc chó không bị trái này. Đồ ngu. Đồ ăn hại. Ôi à. Cái gì vậy? Lại còn có bồi được quả đấy nữa. Cái Van Dijk tướng áo hết cả rồi. Chịu chúng mày đấy. Những quả bóng kìa. Sao tệ vậy luôn đấy. Không thể tin nổi. Cái con người của tôi lại đá tệ như vậy đấy. Công làm thủ phá cũng được mà. Nổi hưng chết vậy. Thằng bên cánh trái này yếu thế nhở. Thằng lấy cái mảnh ghép mẹ mày tầm. Tôi đủng bao nhiêu quả với thằng ôn này. Ôi giời. Rồi Son cứ là chết. Có thế thôi. Cứ thế thôi mà. Được chưa? Đéo gì vậy? Thật là cũng có những quả đảo hay nhở. Mày em sẽ này ẩu thật đấy.